Long Thể Thao xin chào toàn thể quý vị và các bạn khán giả thân mến Chào mừng tất cả các bạn đã trở lại với video nhận định trực tiếp Trận đấu giữa câu lạc bộ hóa chất Đức Giang Lào Cai đến từ Việt Nam Với câu lạc bộ Canis đến từ Kazakhstan Trong khuôn khổ lượt trận đầu tiên vòng bảng Giải bóng truyền nữ Cúp câu lạc bộ châu Á 2024 Và ngay sau đây chúng ta sẽ đến với nhận định trực tiếp trận đấu này nha Và link xem trận đấu này đang có trong phần bình luận chỗ phần ghim tin nhắn Rất mong các bạn hãy bấm vào đó để theo dõi Câu lạc bộ Hóa chất Đức Giang Lào Cai vinh dự là đại diện thứ hai của Việt Nam tham dự giải bóng truyền vô địch câu lạc bộ châu Á 2024 với tư cách là đương kim á quân của giải bóng truyền quốc gia và đến hẹn lại lên thì câu lạc bộ Hóa chất Đức Giang Lào Cai đã chiêu mộ thành công tay đập người nga 29 tuổi có tên là Elena Somalon với chiều cao ấn tượng 1m95. Elena được biết đến như là một chiến binh điềm tĩnh mỗi khi cô bước ra sân thi đấu, thường chơi ở vị trí chủ công và có kinh nghiệm phong phú tại châu Á. Elena là tay đập ghi nhiều điểm số nhất mỗi khi cô bước ra sân thi đấu trong vòng loại của năm 2022 tại Philippines và Elena cũng từng thi đấu tại Nga, Pháp, Kazakhstan, Trung Quốc và gần nhất là Philippines. Ngoài ra thì đương kim vô địch Á quân giải bóng truyền quốc gia Việt Nam còn trao đón sự trở lại của Libero số 1 Việt Nam Lê Thị Thanh Liên sau một thời gian vắng bóng. Về phía hóa chất Đức Giang Lào Cai thì đội hình của họ vẫn đầy đủ các trụ cột như là Tú Linh, Bích Thủy, Lý Thị Luyến hay là truyền 2, Bonret đến từ Thái Lan. Mặc dù đứng trước một bảng đấu đầy thức thách khi thầy trò huấn luyện viên Phạm Văn Long phải cạnh tranh với hai đối thủ đáng gờm đó là Nakhon của Thái Lan và Kenneth của Kazakhstan. Tuy vậy, tinh thần thi đấu của toàn đội vẫn máu lửa với quyết tâm dốc toàn lực để đưa bóng truyền Việt Nam tỏa sáng trên đấu trường thế giới. Về phía câu lạc bộ Kenet của Kazakhstan, chúng ta chắc hẳn không còn lạ lẫm gì khi họ chính là khách mời của đội tuyển Việt Nam trong giải VTV Cup 2024 và Kenet sở hữu nhiều cái tên vô cùng đáng gợp và họ đã xếp thứ tư ở giải đấu bóng truyền nữ VTV Cup 2024. Trước khi đối đầu với câu lạc bộ hóa chất Đức Giang Lào Cai, Kenis đang được đánh giá là câu lạc bộ nhảnh nhịn hơn hóa chất Đức Giang Lào Cai, nhưng mình vẫn tự tin rằng với những sự bổ sung chất lượng của câu lạc bộ hóa chất Đức Giang Lào Cai, thì câu lạc bộ đến từ đại diện Việt Nam của chúng ta vẫn sẽ có chiến thắng trước câu lạc bộ Kenis với tỷ số là 3-2 và trận đấu này sẽ được tường thuật trực tiếp vào lúc 10 giờ ngày 22 tháng 7, 22 tháng 9 năm 2024. Rất mong tất cả các bạn hãy chú ý đón xem, theo dõi và cổ vũ cho các cô gái của đại diện đến từ đại diện Việt Nam nha. Còn bây giờ thì Long thể thao cũng xin gửi lời chào toàn thể đến quý vị và các bạn. Xin được hẹn gặp lại toàn thể quý vị và các bạn trong video trực tiếp giữa hai câu lạc bộ này nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.